em đi xe đoàn này, đi xe đi từ đi từ đi mình tính thêm tiền xăng đi, anh tự đi xe cho anh thêm ít tiền xăng đó. Em giờ em tự đi xe khó khăn quá. Hôm qua thế này là cầu thủ mà chị vừa thương cầu thủ chịu đô hay quế quá anh quế giờ. Tại thời điểm này kinh tế khó khăn. Covid cũng như này, nói chung là tăng cho anh em thì lát ra sân khấu là mặt khổ đấy. Anh khá là vẫn phong độ đẹp trai. Không, nhưng mà anh bắt đẹp trai hơn nha. Không, sao mà hơn được. Không hơn được đâu em. Em nó trẻ, nó có những cái lợi thế mình không thể nào mình so sánh được. Những người vừa đàn ông đã có gia đình rồi thì nhiều kỹ năng lắm. Mẹ sức lực khéo léo tất cả mọi thứ. Em đang hướng tới hình tượng của anh đó, đó là tượng là một người đàn ông khỏe khoắn, hình tượng là một người đàn ông khéo, có gia đình, chăm sóc gia đình tốt tất cả mọi thứ. Kiểu như anh là bây giờ là anh hoàn hảo rồi. Hình tượng là một người đàn ông real. Đây là người đàn ông hoàn hảo. Nhây quá.